này thiện hiện vì đại bồ tát ấy dùng tư tưởng không quán tất cả pháp đã nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát cho đến chẳng thấy một pháp nhỏ nào có thể nắm bắt được vì chẳng thể nắm bắt được nên không có sự tạo tác vì không có sự tạo tác nên rốt ráo chẳng xanh vì rốt ráo chẳng xanh nên gọi là vô sanh pháp nhẫn do chứng đắc vô sanh pháp nhẫn như thế nên gọi là đại bồ tát bất thối truyền này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, giả sử có ác ma đi đến chỗ vị ấy, vì để làm não hạ nên nói Bồ Tát, quả vị giác ngộ cao tột cùng với hư không như nhau, tự tướng tự tánh đều rốt giáo không, hoàn toàn không sở hữu tự tánh tự tướng của các pháp cũng vậy cùng với hư không như nhau trong cái không rốt ráo của tự tánh tự tướng không có một pháp nào có thể gọi là năng chứng không có một pháp nào có thể gọi là sở chứng chỗ chứng khi chứng và do pháp này chứng cũng chẳng thể nắm bắt được tánh tướng của tất cả pháp đều đã là không cùng với hư không như nhau thì tại sao các ngươi chịu sự cần khổ vô ích để cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột trước đây các ngươi đã nghe các chúng bồ tát nên chứng quả vị giác ngộ cao tột thì đó đều là ma thuyết chẳng phải là lời nói chân thật của phật các ngươi nên bỏ nguyện đại bồ đề chớ vì tất cả hữu tình mà chịu sự cần khổ dài lâu vì sự lợi ích giả dối tuy hành các hạnh khổ hạnh khó làm muốn cầu giác ngộ nhưng chẳng bao giờ đạt được thì này thiện hiện đại bồ tát ấy khi nghe lời nói đó liền quán sát kỹ việc của ác ma này là muốn cản trở phá hoại tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột của ta Ta này chẳng nên tin theo lời chúng, tuy tất cả Pháp cùng với hư không như nhau, tự tánh tự tướng đều rốt giáo không, nhưng các hữu tình, ở trong đêm dài sanh tử chẳng biết chẳng thấy chẳng hiểu chẳng tình điên đảo phóng giật chịu các khổ kịch liệt ta nên mang áo giáp đại công đức tánh tướng đều không như hư không rộng lớn mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tội vì các hữu tình thuyết pháp thích ứng khiến họ giải thoát đại khổ sanh tử đắc quả dự lưu đắc quả nhất lai đắc quả bất hoàn đắc quả a la hán đắc quả vị độc giác hoặc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tổn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, từ khi mới phát tâm, đã nghe Pháp này, tâm họ kiên cố chẳng động chẳng truyền, nương vào tâm kiên cố chẳng chuyển động này luôn luôn chân tránh tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa do tùy phần thành tựu sáu pháp này nên đã nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát lại càng tu hành chân tránh bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa do đó được vào địa vị bất thối chuyển vì vậy, tuy ác ma bày ra đủ các phương tiện dối gạt, nhưng chẳng có thể làm thối tâm đại bồ đề đã phát của Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển.